Những ngày qua dư luận xôn xao trước sự việc một số chủ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh dù đã bán nhà cho dân song vẫn mang dự án đi cầm cố ngân hàng. Do đó để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà tại các chung cư trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết là sẽ rà soát toàn bộ dự án trên địa bàn mà chủ đầu tư có dấu hiệu cầm cố sổ đỏ. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, người dân mua nhà, đất bị treo sổ đỏ tại các dự án thiệt thòi rất lớn vì không thể thực hiện được các quyền về mua bán, thế chấp, nhập hộ khẩu, cũng như không thể tạo lập được cuộc sống ổn định trong chính ngôi nhà của mình. Có nhiều nguyên nhân khiến quá trình cấp sổ đỏ dây dưa, trong đó có thể kể đến như chủ đầu tư xây dựng trái phép, nợ thuế. Đến thời điểm này, Hà Nội chưa có trường hợp nào chủ đầu tư cắm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ngân hàng khiến người dân không được làm sổ đỏ. Nếu cư dân tòa nào phát hiện ra chủ đầu tư làm vậy, nên báo ngay với Sở Tài nguyên và Môi trường để vào cuộc xử lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có 3 dự án bị phát hiện mang chung cư đã bán cho dân đi cầm cố ngân hàng để vay tiền. Việc này khiến người dân vô cùng lo lắng, sợ rằng nếu ngân hàng phát mãi tài sản để thu hồi nợ thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.